Thưa quý vị, 45 năm sau ngày Đà Nẵng giải phóng, thành phố của chúng ta đã thay đổi một cách diệu kỳ. Và để tiếp nối những thành quả của thế hệ cha anh đi trước để lại, ngày hôm nay thế hệ trẻ đang cố gắng nỗ lực từng ngày để cùng đóng góp xây dựng thành phố quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Và với ý nghĩa ấy, ngày hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có mời đến trường quay các vị khách mời để chúng ta cùng lắng nghe những cảm xúc, những suy nghĩ trong chương trình với chủ đề Ký ức tháng 3. Xin giới thiệu với quý vị nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh và nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã đến với trường quay hôm nay. Thưa nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh ạ, được biết trong thời gian kháng Mỹ cứu nước thì cô là một trong những thành viên của đoàn văn công giải phóng khu Trung Trung Bộ. Và cái thời khắc lịch sử vào ngày 29 tháng 3 đó thì lúc đó cô đang ở đâu ạ? Thì tháng 3 năm 1975 khi thì đoàn đang đóng quân ở Tà Ma, mà khi hồi đấy thì đài có một cái radio 6 pin, thế là mới mở ra theo dõi, đoàn trưởng theo dõi thì thấy giải phóng Đà Nẵng, thì đoàn lập tức ngày mai ấy, là bắt đầu hành quân. Mà nghe tin thì là chưa đón đoàn ca múa vào trong thành phố được, cho nên là đoàn vẫn đi, vừa đi vừa biểu diễn chứ không phải là đi không. Đi biểu diễn Quảng Ngãi được mấy tụ điểm, rồi sau về Hội An, rồi sau đấy là mới được tin là cán bộ mới đón đoàn ca múa khu Trung Trung Bộ vào thành phố. Anh em rất là vui phấn khởi, rồi tập luyện chương trình, tập ngày đêm ấy, tại vì còn có nửa tháng nữa là đi ra ngoài sân vận động Chi Lăng ấy để meeting và đoàn biểu diễn. Dạ. Thế còn nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, trong cái thời khắc lịch sử đó thì lúc đó nhạc sĩ đang làm gì và ở đâu ạ? Lúc đó thì tôi là một sinh viên học ở Huế, học văn khoa ở Huế, và từ ngày trường cho nghỉ thì ngày 27 thì tôi về Đà Nẵng. Yeah. Và đúng ngày 29 là tôi có mặt ở Đà Nẵng. Vâng ạ. Và cũng thấy được quân giải phóng vào và thấy những chiếc xe tăng đầu tiên. Vì với cái tuổi trẻ mà mình háo hức đứng nhìn thử. Và sau đó thì tôi lại đạp một mạch xe đạp từ Đà Nẵng đi về đến Đại Lộc là quê để thăm mẹ và các em. Thì phải nói là đạp từ Đà Nẵng về đến Đà Lạt mà cảm thấy mình không mệt. Yeah. Đó là một cái ký ức mà không quên. Vâng ạ. Nhớ như in trong cái thời khắc đó chúng ta đang làm gì ở đâu, đúng không ạ? Thế lúc đó thì nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh có đang ở Đà Nẵng không ạ? Lúc đó là tôi đang ở Đà Nẵng. Vâng. Tại vì lúc đó tôi đang làm nghề nhiếp ảnh tại Đà Nẵng. Cái không khí của người quê rất là rộn ràng, nói chung là ai cũng muốn là có cái gì đó tham gia với chính quyền. Và cái công việc đầu tiên của mọi người là làm ổn định cuộc sống và tham gia với chính quyền để mà giữ gìn trật tự của thành phố. Còn tôi với cái nghề nghiệp của tôi lại tham gia với cái phòng thông tin tuyên truyền của Ti Văn hóa Thông tin Quảng Nam Đà Nẵng. Thì cái nhiệm vụ của phòng thì rất là nhiều việc, thì trong đó có cái mảng nhiếp ảnh. Yeah. Là ghi lại hình ảnh và trưng bày hình ảnh đó cho bà con xem. Và tôi nhớ là cái phòng thông tin đó nhưng bây giờ vẫn còn nguyên, chỗ ngã tư đường Yên Bái và đường Hồng Vương. Vâng ạ. Vẫn không thay đổi, vẫn còn nguyên. Vâng. Thì cái phòng đó cái nhiệm vụ là trưng bày báo chí Đình Xăng Tới Đạt và trưng bày hình ảnh cái bảo vệ an ninh trật tự, rồi cùng người dân xây dựng tham gia dựng chính quyền, rồi xây dựng cuộc sống, rồi một số hoạt động vân vân để trưng bày ở đó để người dân đến xem. Qua những chia sẻ của các vị khách mời thì Đoàn Nhung cũng có cảm nhận được một phần nào đó cái khí thế hừng hực cũng như những cái cảm xúc tự hào của mỗi người con dân Đà Nẵng khi mà nghe tin quê hương giải phóng. Bởi có lẽ ở thế hệ của mình thì Đoàn Nhung cũng như các bạn cũng chỉ cảm nhận được cái khoảnh khắc lịch sử đó qua những câu chuyện kể, những thước phim tư liệu hoặc là những bức ảnh, và đặc biệt là qua một cái ca khúc rất là ý nghĩa mà gắn liền với Đà Nẵng thời bấy giờ và cho đến ngày hôm nay mọi người vẫn nhắc đến, đó là ca khúc Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Mỗi lần nghe vang lên những giai điệu
rất là hào hùng, cùng với những ca từ như là trời của ta, đất của ta, con chim trên cành lại cất tiếng ca, bao nhiêu mơ ước mới có được một ngày vui, Đà Nẵng hôm nay giải phóng rồi. Thì thực sự là khi nào nghe những giai điệu đó cũng đều cảm thấy xúc động. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip rất ý nghĩa về ca khúc này. Vào thời khắc 11:30 ngày 29 tháng 3 năm 1975 đã đi vào lịch sử thành phố Đà Nẵng như một bản anh hùng ca bất diệt. Từ mốc son lịch sử này, nhân dân Đà Nẵng thực sự được hưởng độc lập, tự do và làm chủ thành phố dưới ánh sáng của chế độ mới. Ngay trong những ngày khói lửa giải phóng Đà Nẵng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã sáng tác bài hát Đà Nẵng ơi, quê ta giải phóng rồi. Bài hát là tiếng kèn xung trận, khích lệ tinh thần quân dân đi đến thắng lợi cuối cùng. Sau ngày giải phóng, Đà Nẵng đã thay đổi và bừng sáng một cách kỳ diệu. Những thế hệ hôm nay lại tiếp nối những thành quả vẻ vang của cha ông, tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển thành phố quê hương. Và vì thế, cái tinh thần và khí thế hừng hực của ca khúc Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi vẫn được hát lên trong lòng của các thế hệ hôm nay. Mặc dù sinh ra trong thời bình, nhưng mà sau khi nghe bài hát này, mình vẫn cảm thấy không khí hào hùng của những ngày giải phóng. Sau khi nghe bài hát này thì em cảm thấy như sống trong khoảnh khắc giải phóng ngày hôm ấy, cảm giác như vui sướng tột cùng và rất là tự hào về ông cha ta. Sau khi nghe bài hát này thì em thật sự rất là bất ngờ về lịch sử của thành phố Đà Nẵng. Để trở thành được một thành phố rất là đáng sống như ngày hôm nay thì Đà Nẵng đã trải qua được một quá trình rất là lịch sử rất là hào hùng, rất là dài. Đà Nẵng quê ta ơi, hôm nay giải phóng rồi, trên sông Hàn lại vang câu hò, cờ giải phóng là đại diện vô tư, trời của ta, đất của ta, con chim trên cành lại cất tiếng ca, bao mong ước mới có một ngày vui. Đà Nẵng hôm nay giải phóng rồi, bao nhiêu năm qua quân giặc xâm lấn, trên quê hương ta những nỗi căm hận nào lên giành thành cơ, cả thành phố nên là vùng lên. Thưa quý vị, khi mà ca khúc Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi vang lên cùng với những giai điệu và khí thế hừng hực như thế thì ai cũng có thể có được những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm thông qua cái bài hát này khi mà lắng nghe Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi. Thưa nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, được biết nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh là một trong những người đầu tiên hát và thu ca khúc này ạ. Và sau đó thì đoàn của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh cũng đã biểu diễn ca khúc này rất là nhiều lần. Thì có cái kỷ niệm nào đáng nhớ với ca khúc này nghệ sĩ có thể chia sẻ không ạ? Là cái bài Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi là toàn đoàn hát rất là không khí. Mà tôi vẫn còn nhớ là đó, đi chúng tôi là đi ra sân vận động Chi Lan là 2 giờ sáng. Và đến sáng ra là bắt đầu là diễn rồi, 7 giờ sáng là diễn. Vâng ạ. Là để mà kỷ niệm 30 tháng 4 đó. Cho nên mỗi lần mà thực ra là cái thế hệ như mình ấy, mỗi lần mà nghe lại cái bài này lại thấy xúc động mà nhớ lại những cái thời kỳ trước. Thế còn nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, khi nghe những giai điệu của các khúc này thì cảm xúc của nhạc sĩ như thế nào ạ? Lúc đó tôi là một thanh niên. Thì khi nghe lại bài này thì giống như một thước phim, nó quay lại tất cả những hình ảnh lúc đó mình cảm nhận. Những cái giải phóng xong thì mọi người đều đổ về quê. Trên những chuyến xe đò thì người ngồi trên nắp xe rồi bú bám phía sau rồi ngồi trên cabin. Là tất cả các phương tiện gì người ta đổ. Nghĩa là mình cảm thấy cái không khí người ta về quê. Và trong tôi, những ngày tháng chiến tranh tôi nghĩ đã qua rồi. Hòa bình đã đến. Và mọi người đều cảm thấy vui là hòa bình và thống nhất đất nước đã đến rồi. Vâng ạ. Và bây giờ thì liệu chúng ta có thể tạo ra một chút cái cảm xúc của những ngày đó ngay tại trường quay này có được không ạ? Được. Thì cách đây 45 năm rồi bây giờ lại thì bây giờ thì chị hát. Và cũng xin nói thêm là sau này năm 1980 thì tôi có may mắn là gặp nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Vâng ạ. Tôi hỏi nhạc sĩ là nhạc sĩ viết ca khúc này lúc đó nhạc sĩ ở đâu, thì nhạc sĩ Nguyễn Toàn có nói tôi là tôi ở Hà Nội, chứ không phải tôi vào trong
Và khi nghe cái Đà Nẵng giải phóng là tôi vui quá và tôi tưởng tượng ra và tôi viết. Vì lúc đó tôi được phân công là gặp nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn để xin cái văn bản bài hát đó về in trong cái tập ca khúc Sông Hàn cho thành phố Đà Nẵng. À, cho nên cũng là một cái duyên mà hôm nay nếu mà được nghe chị Kim Anh hát lại bài này, một cái thời mà thanh xuân của chị trong cái giọng hát một thời vang bóng, thì hát lại bài này thì tôi nghĩ cũng rất là ý nghĩa. Vâng ạ, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã mở lời như thế rồi và sẵn sàng đệm đàn cho cô Kim Oanh và cô hát là một sẽ hát chứ. Sáng như chưa bao giờ có thời gian trôi đi vậy. Có lẽ là lúc này thì Đoàn Nhung rất là muốn nghe nghệ sĩ nhiếp ảnh ông xin chia sẻ cảm xúc của mình khi mà lắng nghe hai nhạc sĩ vừa thể hiện lại một lần nữa ca khúc Đà Nẵng ơi quê ta giải phóng rồi ạ. Cái thời điểm lúc đó thì tôi nghĩ là tôi không biết là cái giọng hát đó của ca sĩ Kim Oanh. Và hôm nay hân hạnh được ngồi bên nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Kim Oanh đã thể hiện lại cái bài hát là Đà Nẵng ơi quê ta giải phóng rồi. Thì cái thời điểm lúc đó đi đâu cũng nghe bài hát này, trên đài phát thanh, trên truyền thanh, xe thông tin lưu động, thì đi đâu cũng nghe cái bài hát này. Bài hát rất là hào hùng, là nó thể hiện cái ca từ thể hiện được ước vọng của dân Đà Nẵng lúc bây giờ, và cái giai điệu nó thôi thúc mọi người là làm cái gì đây cho quê hương, cho đất nước. Tôi nghĩ như vậy, và nhất là cái giới trẻ tích cực tham gia các hoạt động xây dựng thành phố lúc bây giờ. Cái không khí bài hát đó nó rất là nhộn nhịp, hào hùng. Tới bây giờ tôi nghĩ còn rất là ấn tượng tới bây giờ. Vâng ạ. Còn với nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh ạ, cái việc mà chúng ta vừa hát ngay tại đây lúc này so với cái thời điểm mà cô hát lúc Đà Nẵng vừa giải phóng lần đầu tiên thu thanh bài này thì nó có sự khác nhau nhiều về cảm xúc không cô? Thì tất nhiên là nó cũng không khác bao nhiêu. Thời đấy thì mới có trên núi xuống thì khi đấy cô mới có 22 thôi. Dạ. Mà năm nay là gần 70 rồi. Thì mới khác chứ sao bằng rồi chứ. 45 năm. Nhưng mà là mỗi một lần hát lại thì cái cảm xúc của cô thì vẫn như hồi trước, cũng vâng không ạ. Có gì thay đổi. Dạ. Mỗi lần cô nghe cô vẫn cảm xúc. Vâng ạ. Thế nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa thì có thấy giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh thay đổi qua thời gian không ạ? Riêng Đoàn Nhung thì vẫn thấy vẫn trong veo và vẫn rất là sáng, giống như là cái trong đoạn phim tư liệu mà chúng ta vừa theo dõi ạ. Cảm xúc của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa khi mà nghe lại bây giờ như thế nào ạ? Tức là ngày xưa nghe trên sóng phát thanh chứ còn và trên cái loa của xe đi cổ động. Xe cổ động ạ. Chứ còn không được xem trực tiếp nghệ sĩ Kim Oanh hát. Nhưng mà nếu mà mọi người mà biết Kim Oanh bây giờ gần 70 rồi vẫn thường xuyên lao động nghệ thuật, phải nói là kinh khủng, thì phải nói là cái thời vang bóng của chị vẫn còn đọng lại đến hôm nay. Ngoài những cái giai điệu âm nhạc mà các khách mời vừa mới nhắc đến thì chúng ta còn có những bức ảnh, những thước phim tư liệu về Đà Nẵng của những ngày đầu giải phóng nữa. Và người ta nói rằng nghệ sĩ nhiếp ảnh là những người ghi lại lịch sử bằng hình ảnh. Và trong cái thời khắc Đà Nẵng của những ngày sau giải phóng đó thì nghệ sĩ nhiếp ảnh Âu Văn Sinh cũng đã có rất là nhiều những bức ảnh để lại cho cuộc đời này ạ. Thì nghệ sĩ có thể chia sẻ là cái bức ảnh nào đến bây giờ nghệ sĩ cảm thấy tâm đắc nhất ạ? Cái thành phố Đà Nẵng lúc bây giờ ngổ ngang nhiều việc. Cái nhiệm vụ của cái phòng thông tin tuyên truyền của chúng tôi làm việc lúc đó
là giới thiệu những hình ảnh sinh động nhất, hiện thực nhất về xây dựng thành phố, xây dựng quê hương và những cái phong trào của thanh niên là để tuyên truyền để cho người dân thành phố hiểu và cùng với chính quyền tham gia xây dựng chế độ mới. Thì một bức ảnh ấn tượng thì tôi nghĩ rằng khó, rất là khó, nhưng mà rất nhiều hình ảnh ấn tượng. Lúc đó là nhiệm vụ của chúng tôi không phải là ảnh nghệ thuật, nhưng mà chủ yếu là bằng ảnh thực sự ghi lại những cái hình ảnh sinh động đó để mà để gửi đến công chúng ở Đà Nẵng và mọi người hiểu được cái công việc của chính quyền lúc đó. Bây giờ công trình lớn nhất của thành phố Đà Nẵng lúc bây giờ là Đại Thiên Nam Phú Ninh. Chà. Tất cả mọi người dân thành phố cả thành tỉnh này tham gia cái Đại Thiên Nam Phú Ninh. Và một cái phong trào nữa tôi nghĩ rằng là cái con sông Bà Rén lúc đó nó cạn. Và thanh niên Đà Nẵng lên đường để mà khơi thông cái dòng sông Bà Rén. Rồi tại thành phố Đà Nẵng của chúng ta đây là xây dựng cái công viên 9 tháng 3. Tụi tôi thanh niên trong đoàn thanh niên đi tham gia đi xây dựng cái công viên 9 tháng 3 bây giờ vẫn còn ở đầu thành phố chúng ta bây giờ. Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa theo dõi câu chuyện của nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh và cảm thấy rất là tâm đắc và cũng có rất nhiều cảm xúc ở trong đó. Thì cái tuổi trẻ của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa lúc bấy giờ mình đã làm gì trong những cái ngày đầu quê hương giải phóng ạ? Đối với tôi thì cũng có cái duyên, tức là những ngày đầu giải phóng là khi tôi sinh viên về là lúc đó tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng. Thì lúc đó tôi về Đại Lộc thì huyện đã giao cho tôi một cái đội văn nghệ, nói không thôi, giao cho anh xây dựng một cái đội văn nghệ. Anh sinh viên về cho nên tôi phải cố gắng xây dựng cái đội văn nghệ thị trấn Ái Nghĩa và tôi xây dựng đội. Nhưng trong quá trình xây dựng cái đội đó xong thì đoàn văn công Quảng Đà rút tôi đi và tôi tham gia cái trại sáng tác miền Nam, ở miền Trung Trung Bộ đầu tiên sau ngày giải phóng tại Quy Nhơn. Và sau đó tôi về sở sở văn hóa thông tin. Thì về sở thì Ty văn hóa thông tin Ty văn hóa thông tin đúng rồi. Thì vẫn ở cái đoàn văn công Quảng Đà. Và tôi đã viết những ca khúc đầu tiên, như anh Sinh có nhắc đến công trình Đại Thiên Nam Phú Ninh. Thì lúc đó tôi đi theo đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và tôi viết ca khúc mà cũng được anh em bây giờ những người lớn tuổi là hay nhắc, và Phú Ninh hỏi hàng mới. Thế thì và sau đó thì giống như những trang nhật ký, tôi bắt đầu tôi viết những bài hát cứ theo cái sự phát triển và theo cái cảm nhận của mình về quê hương, về tình yêu, về này thì tôi bắt đầu tôi viết như những trang nhật ký mình viết lần lượt. Thế còn đoàn văn công của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, sau cái thời điểm mà quê hương giải phóng rồi thì cái việc mình đi biểu diễn và đi phục vụ nó có khác gì so với cái thời điểm trước đó không ạ? Thì sau khi mà nó khác nhiều chứ. Đoàn xuống đây vẫn đi tập, mà khi đấy thì cô là có gia đình, các cô có gia đình. Nó cũng vất vả lắm. Thì đi thì cũng không ai trông con, vợ chồng là phải bế cháu đi đi biểu diễn về các vùng nông thôn đấy. Đi phục vụ đồng bào, đi nhiều lắm, đi rất nhiều. Ngày nào cũng biểu diễn cho đi về Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phước Sơn, Quế Sơn, đi hầu hết tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng là các cô đi biểu diễn. Đến năm 82 là cô mới chuyển thành lập cái coi như là trung tâm văn hóa thông tin triển lãm, là cô mới chuyển về. Năm 82 là bắt đầu cô không ở đoàn nữa, là cô về chỗ 84 Hùng Vương ấy. Chứ còn là khi đấy thì đoàn đi biểu diễn liên tục. Vào năm 1997 thì thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là một dấu mốc lịch sử, mở ra một thời kỳ phát triển mới của thành phố. Thì cùng với sự kiện quan trọng này, âm nhạc Đà Nẵng có những đổi thay gì để có thể theo kịp tầm vóc của thành phố, thưa nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa? Cái dấu ấn mà đáng nhớ nhất, tức là từ cái phân hội âm nhạc trực thuộc hội văn học nghệ thuật tách, thì nó tách ra và được thành lập một cái hội gọi là hội âm nhạc thành phố Đà Nẵng. Như vậy nó có con dấu riêng, có mọi hoạt động riêng, rất là bề thế. Lực lượng đội ngũ cũng là bắt đầu phát triển. Dùng những tên tuổi trước đó như là nhạc sĩ Thanh Anh, nhạc sĩ Phan Ngọc, nhạc sĩ Tùng Yến, nhạc sĩ Phan Văn Điểu. Thì tiếp đó nó có một thế hệ
thế hệ đó là như nhạc sĩ Quốc Hùng đã qua đời, nhạc sĩ Từ Thịnh của đoàn chị Kim Oanh cũng đã qua đời, là nhạc sĩ Minh Đức, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, tôi, nhạc sĩ Trần Dục, nhạc sĩ Hoàng Bích, nhạc sĩ Thái Nghĩa cũng đã qua đời, không quan, thì đó là cái lớp kế tục. Thì từ cái lớp kế tục đó mà đến khi mà chia tách thì hình thành một cái lớp có trình độ hơn, tức là toàn bộ anh em đều phải học qua đại học sáng tác, nó tạo thành một cái đội ngũ mới và sáng tác nó bài bản hơn, những hình thức khúc thức âm nhạc nó quy mô hơn, và phải nói là đông đảo hơn, đó, về chất như về lượng. Đó là trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc. Thế còn với lĩnh vực nhiếp ảnh thì có cái sự chuyển mình nào từ cái dấu mốc vào năm 1997 đó không ạ? Cái hình ảnh đầu tiên tôi còn hiện nay tôi còn nhớ được là sự chia tay tại nhà hát Trung Vương, rất là cảm động. Hiện nay còn một số hình ảnh nhắc tôi vẫn còn giữ. Tôi cũng chứng kiến cái sự kiện đó và người ghi chép lại sự kiện đó và thấy rất là cảm động. Chia tay, người ở lại, người đi, người ở lại để xây dựng thành phố Đà Nẵng, người đi để xây dựng tỉnh Quảng Nam hiện nay. Thì đối với lĩnh vực nhiếp ảnh thì thành phố Đà Nẵng lúc bây giờ sau khi chia tách thì đã trở thành như một công trường để mà chỉnh trang đô thị, để phát triển kinh tế vân vân. Đó là cái chất liệu, là một sự sinh động để mà anh em nhiếp ảnh ghi chép, để mà tích góp chắc lọc để có được những cái tác phẩm ảnh nghệ thuật đẹp nhất, sinh động nhất với thành phố Đà Nẵng, chủ yếu là phục vụ công chúng và giới thiệu đến các bạn bè. Có thể nói cho đến ngày hôm nay thì đất và người Đà Nẵng vẫn là một đề tài lớn với các văn nghệ sĩ. Thì với nhiếp ảnh và đặc biệt là với cá nhân nghệ sĩ nhiếp ảnh ông Văn Sinh thì đó là gì ạ? Tôi nghĩ rằng đất và người đó là đề tài muôn thở của văn học nghệ thuật nói chung, trong đó là có nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh không thoát khỏi cái đó. Nhiếp ảnh là ghi lại hiện thực cuộc sống, đó là hiện thực không thể nào là chúng ta không chú ý tới, nhất là hoạt động đến lĩnh vực nhiếp ảnh và hoạt động đến lĩnh vực nghệ thuật. Đó là cái chất liệu để cho mọi người làm công tác nghệ thuật, văn học nghệ thuật ghi chép chất lọc, tạo ra những đứa con tinh thần sinh động nhất. Mục đích cuối cùng là chúng ta phục vụ công chúng và giới thiệu hình ảnh của thành phố Đà Nẵng đấy với công chúng. Thưa nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, nói đến Đà Nẵng là nhắc đến sông Hàn, nhắc đến Sơn Trà hay là Ngũ Hành Sơn và rất là nhiều những địa danh nổi tiếng khác nữa. Và thậm chí ngay cả những người chưa từng đến Đà Nẵng thì cũng có thể biết Đà Nẵng qua những tác phẩm thơ, văn, nhạc, họa, truyền thông hay là báo chí. Và nói đến âm nhạc thì Đoàn Nhung lại nhớ đến những ca khúc về sông Hàn của nhạc sĩ như là Sông Hàn giọng hát Hò Khoan hay là Mê Mang Sông Hàn. Cảm xúc của nhạc sĩ như thế nào khi sáng tác những ca khúc này ạ? Những tác phẩm của tôi là mỗi tác phẩm là một trang nhật ký. Thế thì cái Sông Hàn giọng hát Hò Khoan, khi nhắc bài hát này thì phải cảm ơn nhà văn Đoàn Xoa. Lúc đó ông là trưởng phòng thông tin thành phố Đà Nẵng. Ông đã đưa tôi qua thăm cái phường Nại Hiên Đông và hai chú cháu lội ra dòng sông Hàn. Lúc đó là nhà chùa và cái bãi nó nông lên trên này nè, mình có thể lội ra đến 1/3 dòng sông Hàn được. Và đêm hôm đó hai chú cháu lội ra nhìn trăng, tôi cảm xúc và tôi viết bài Sông Hàn dòng Hò Khoan. Nhưng mà một cái niềm thôi thúc nữa là lúc đó là đang chiến tranh biên giới phía Bắc. Và cái bài hát này là nhắc nhở cái người hậu phương phải cố gắng đảm đang công việc hậu phương và tiễn những người thanh niên lên đường ra giữ yên cho đất nước ở biên giới. Và Mê Mang Sông Hàn thì là một cái mốc khác. Cái mốc Mê Mang Sông Hàn là tôi viết từ những cái đồ án của cái cầu sông Hàn. Trong cái tưởng tượng của mình ngày mai sẽ có cái cầu này thì tôi đưa vào đó những cái điển tích hay là những cái giai đoạn. Ví dụ như chiều chiều Hà Thân ai chờ ái mãi, thì đó là cái điện tích ngày xưa bà Hà Thân trên đường dâm thuyền từ Bắc vào Nam thì bà mới cập vào cái bến đó và bà cảm thấy nơi đây là một nơi trù phú. Ngày xưa thông tin mà gửi về cho chồng ở ngoài phía Bắc để vào á thì phải chờ đến cái mùa gió nồng
nó thổi ra ngoài kia thì người ta đi thuyền đem cái thông tin về, thì bà chờ mãi cho đến ngày bà qua đời. À, cho nên trong đó tôi đưa cái điện tích đó bạn, chiều chiều Hà Thân ai chờ ai mãi, thì bài hát đó được viết năm 1999 đến năm 2000 khánh thành cầu sông Hàn thì bài đó sử dụng. Vâng ạ. Với nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh ạ, khi đọc những cái trang nhật ký trong các ca khúc của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa thì nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh cảm nhận như thế nào về quê hương của mình ạ? Thực ra cái bài Sông Hàn Dòng Hát Hò Khoan của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa thì sáng tác vào cái thập niên 70-80. Mà khi đấy cái ca khúc đấy ra đời ấy, thì là quần chúng tiếp nhận là rất là nồng nhiệt và sôi nổi, tại vì rất dễ hát, nó có cái âm hưởng dân ca ấy. Nó dễ hát lắm. Mỗi một lần hát lên ấy, thì cái hình ảnh của cái người chèo đò qua sông Hàn nó cũng mênh mang, nó khác, hai bài khác nhau. Mênh mang sông Hàn thì nó khác với lại cái Sông Hàn Giọng Hát Hò Khoan, là nó đậm cái chất dân ca hơn. Mênh mang sông Hàn thì là nó gần sông cái cầu, còn cái này là còn đang chèo đò. Thì cô là cũng hay biểu diễn cái bài của chú, của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, thế đến bây giờ thì vẫn nhớ. Thì tất nhiên bây giờ hát lại thì nó không bằng hồi xưa. Vâng ạ, nhưng mà cháu thì chưa một lần nào được nghe nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh hát bài này cả. Có một lời đề nghị là nghệ sĩ có thể tặng cho cá nhân Đoàn Nhung cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình một lần nữa ca khúc này ngay tại trường quay có được không ạ? Thì nhiệt tình thôi nhạc sĩ. Xin mời ạ. Chiến đò ngang, chiến đò ngang thành thang sóng nước, chạy nhớ câu hò thuở trước còn ấm vang. Dẫu nắng mưa dặn ai chớ xiêu lòng, dẫu sớm trưa bạn ta mãi còn chung bóng. Sông quên nhớ đò dần đò ai gắn bó, hôm nay còn gian khó, quê hương đang gọi ta đó. Biên giới đào xa, anh đang giữ gìn biển trời tổ quốc, em trong nhà mấy gửi cả yêu thương vì quê. Giọng hát vẫn mượt mà nhưng và trong chương trình ngày hôm nay, Đoàn Nhung có mang đến trường quay những bức ảnh của Đà Nẵng xưa. Và bây giờ thì Đoàn Nhung muốn mời các vị khách mời của chúng ta, có ai nhận ra bức ảnh này chụp địa điểm nào của Đà Nẵng mình không ạ? Cầu đây là cầu Trần Thị Lý với là kêu bằng Nguyễn Văn Trỗi. Nguyễn Trỗi đó. Với Trần Thị Lý là Trần Thị Lý. Hồi xưa là Nguyễn Văn Trỗi. Tại vì cái cầu này là một cái cầu duy nhất bắc qua sông Hàn lúc bây giờ. Đúng. Cái cầu sông Hàn lúc đó không có cái cầu nào ngoài cái cầu này. Có một cây. Một cái cầu duy nhất. Cái cầu này thì đối với tôi là có một cái kỷ niệm. Tức là ngày xưa khi học trường Phan Chu Trinh. Dạ.
Thì những năm mà tôi ở nhà ông cậu bên An Hải, mỗi lần qua trường Phan Chu Trinh là phải đi qua cầu đó, nếu là đi xe lam. Còn nếu mà đi bằng đường thủy thì mình lên bến cái chỗ Hà Thăng và bắt đầu đúng đi đò qua thì được hai phương tiện. Thì đó là một cái kỷ niệm mà tôi rất nhớ, cái thời tôi còn học tốt tài 1, tốt tài 2 đó. Đây là cái cầu Phan Chu Trinh. Đây là cái cầu đầu tiên hay là cái cầu duy nhất tại Đà Nẵng lúc bây giờ đúng không? Cầu duy nhất. Dạ. Cầu duy nhất, có một cầu bắc qua đó thôi. Cầu. Và trên kia thì có cầu là Cẩm Lệ. Cầu đỏ đó. Dạ. Không, cầu đỏ khác, cầu Cẩm Lệ. Cầu Cẩm Lệ. Cẩm Lệ mà nó sụp xuống. Cái cầu đã hư rồi. Hư rồi. Lúc đó hư rồi. Còn đây là bức ảnh địa điểm nào đây ạ? Đây là tôi nghĩ là cái nhà hát Trung Vương lúc bây giờ. Đúng rồi, nhà hát Trung Vương. Dạ. Rạp chiếu phim Trung Vương. Chứ không phải là nhà hát. Đây là rạp chiếu phim Trung Vương. Dạ. Tôi hôm qua xem phim ở đây. Dạ, Trung Vương. Đây là cái bức ảnh chụp từ góc đường Hùng Vương đúng không ạ? Đường Hùng Vương qua. Vâng ạ. Nếu mà anh Sơn không nói cái tổ Hùng Vương lát qua này. Cái cây này nè. Đó là buổi chiều tôi hơi lắng ông trốn đi trước qua đây xem phim. Đúng rồi, đi xem phim. Cái cây này chưa từng nói gì mà đây, nhưng mà bây giờ phân qua đây thì nó vẫn còn không tưởng tượng nổi. Cây này khác quá nhiều đúng không ạ? Đúng là khác nhiều. Còn bức ảnh này ạ? Bức ảnh này là ghi lại cái bãi biển Thanh Bình khi chưa làm cái đường Nguyễn Tất Thành. Lúc đó là cái biển Thanh Bình là người ta vẫn đi tắm, nhưng mà nhà đó vẫn ở đó. Và hằng tới cái mùa mưa bảo thì ha bị là sóng vô sóng và bị nhà cửa sập đổ nó văng phăng được bao. Dạ. Giờ chưa làm đường Nguyễn Tất Thành. Còn bức ảnh này ạ? Bức ảnh này thì tôi nhớ rất rõ. Cái đây là nơi mà tôi viết bài Sông Hàn dòng Bắc Cầu Hoa. Đây là phòng của tôi. Khu nhà trồ. Bây giờ là cái đầu cầu sông Hàn bây giờ. Cho nên là thì ngày xưa lội ra ngoài bờ sông nhìn vào thì thấy những hình ảnh nó rất kỹ. Và bức ảnh này là của nghệ sĩ nhiếp ảnh ông Văn Sinh. Còn bức ảnh này ạ? Đây là cái chợ hàng. Chợ hàng bây giờ. Đường Bạch Đằng. Còn đây ạ? Đây là cái cổng của chợ Cồn, mà cái mặt đường ông Bích Khiêm. Ông Bích Khiêm đúng rồi, cái cổng hồi xưa. Còn đây ạ? Đây là bên phà. Không phải. Đây là cái nhà thủy tạ ở trước cái bưu điện Đà Nẵng, bây giờ là cái đầu cầu phía tây. Cái đầu cầu phía tây sông Hàn. Đúng không? Đúng rồi, Memory bây giờ, chính xác. Cái nhà trồ. Giống như bên phà, cũng có cái lối ra. Cái nhà bưu điện. Lối ra bên phà là nó rộng hơn. Là nhà thủy tạ đó. Và trong số những bức ảnh này thì có bao nhiêu bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh ông Văn Sinh ạ? Tôi có 2 cái. Là bức ảnh nhà chùa. Nhà chùa và cái ảnh mà phường ở cái bãi biển Thanh Bình. Có một vài những khoảnh khắc thôi mà có rất là nhiều những ký ức, những cảm xúc và cả những câu chuyện nữa của riêng các vị khách mời đây thôi. Và chắc hẳn với mỗi người dân Đà Nẵng khi mà nhìn lại những cái khoảnh khắc được ghi lại như thế này thì hẳn sẽ có rất là nhiều những câu chuyện đi kèm và những cảm xúc của mỗi người. Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, cảm xúc như thế nào khi xem những bức ảnh vừa rồi ạ? Đúng là những ký ức rất là đẹp mà đáng nhớ. Nhớ. Hôm nay sống rồi đi lại những cái bãi biển đó hoặc những con đường, những cái bến phà ngày xưa mà thì phải nói là nó thay đổi một cách diệu kỳ, không thể nghĩ từ đời sống tinh thần đến vật chất nó thay đổi, diện mạo thành phố thay đổi, mình cảm thấy giống như một giấc mơ, phải nói rất rất xúc động. Thế còn nghệ sĩ nhiếp ảnh ông Văn Sinh thì sao ạ? Tôi nghĩ rằng là khi mà chụp những bức ảnh này, tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó Đà Nẵng chúng ta sẽ có sự thay đổi lớn, và những hình ảnh này sẽ là một cái ký ức để cho chúng ta nhớ lại về một thời chúng ta đã qua đó. Tôi nghĩ là không những bức ảnh này mà còn nhiều bức ảnh khác nữa mà để chúng ta nhớ lại cái thời điểm của Đà Nẵng lúc bấy giờ và hiện thời và thời điểm và cái giai đoạn hiện nay. Và rõ ràng là sau 45 năm ngày hôm nay Đà Nẵng của chúng ta đã khác lắm rồi. Không còn nghèo đói, không còn những cái ký ức về những cái khu vực rất là bẩn hay là tạm bợ như là cái xóm nhà chồ nữa. Thì lúc này thì khi mà sống trong bối cảnh của Đà Nẵng hôm nay thì cảm xúc của các vị khách mời như thế nào ạ? Xin hỏi nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh. Thực ra thì vẫn như là ngày hôm qua, 45 năm rồi.
một cái cảm xúc thì bây giờ nó lại ùa về lại là suy nghĩ, nhớ lại là một thời mình đã trải qua. Thì đương nhiên là thành phố Đà Nẵng hiện nay thì thay đổi không thể tưởng tượng được. Tất nhiên là quê hương Đà Nẵng là quê hương thứ hai của cô, là cô ngoài Bắc. Nhưng mà thấy nó thay đổi là không thể mà mình tưởng tượng được như cái ngày hôm nay. Cô vẫn suy nghĩ là như thế. Đà Nẵng của ngày hôm nay mang đến những cảm xúc như thế nào cho nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa ạ? Với tôi thì cũng xin nói về tác phẩm, vì mình nhạc sĩ mà. Thì ngày xưa năm 1985 cũng còn khó khăn nhiều lắm. Đúng rồi. Và tôi cứ mơ một ngày thành phố có nhiều chuyển biến, có nhiều thay đổi. Thì lúc đó tôi viết Nhịp điệu thành phố. Viết trong giống như trong một giấc mơ, trong một sự tưởng tượng của mình thôi, cái mong ước của mình như vậy. Và hôm nay thì tôi viết Tình yêu Đà Nẵng. Một cái thành phố nó lộng lẫy, được mọi người yêu mến, xinh đẹp, cây đường phố, biển sạch, dòng sông rất là nên thơ. Thì từ cái giấc mơ của Nhịp điệu thành phố năm 1985, bây giờ viết Tình yêu Đà Nẵng thì mình cảm thấy có sự khác mơ trở thành hiện thực. Cái sự khác biệt của 45 năm qua trong việc mà chúng ta nhìn thấy thì rất là rõ ràng rồi. Còn cái sự thay đổi đó trong âm nhạc của Đà Nẵng nói chung thì nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa cảm thấy như thế nào ạ? Khi chia tách thì Đà Nẵng có một cái hội âm nhạc. Ở trong đó 40 hội viên là Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Còn lại là những anh em hội viên của thành phố. Thì lực lượng hội âm nhạc từ con số 30 mấy người đến hôm nay hơn 100 người. Thì như vậy đủ thấy cái sự lớn mạnh. Như vậy thấy cái độ lớn mạnh, và lớn mạnh về trình độ, về số lượng thì tác phẩm cũng là phát triển tốt. Phát triển tốt. Được biết nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã từng là thành viên trong ban giám khảo của cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng, cũng là một trong những người sáng tác các ca khúc trong cái phần dự thi của đội pháo hoa Đà Nẵng. Thì nhạc sĩ có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được tham dự vào sự kiện này ạ? Một trong những sự kiện gắn liền với tên tuổi của thành phố Đà Nẵng ạ? Nhắc đến pháo hoa Đà Nẵng thì tôi là một cái người may mắn. May mắn từ khi đầu tiên được thành phố gửi gắm viết kịch bản. Rồi sau đó thì mấy anh thấy làm cũng được, anh giao luôn viết phần âm nhạc. Sau đó thì có một vài lần làm trong hội đồng nghệ thuật để góp ý cho những cái chương trình của pháo hoa, và có những lúc là ngồi trong thành phần của ban giám khảo. Thì phải nói là từ những ngày đầu của pháo hoa cho đến hôm nay thì phải nói cái chuyển biến và nhận thức của người dân, trình độ tổ chức của ban tổ chức, của thành phố cũng như của nhân dân và những người trực tiếp tổ chức thì phải nói nó lên đến trình độ chuyên nghiệp rồi, và nó mang tầm của thế giới. Ở một cái thành phố như Đà Nẵng mà tổ chức một cái sự kiện mang tầm thế giới không phải đơn giản. Và số lượng người mà mỗi lần pháo hoa đến thì phải nói là từ công tác du lịch cho đến mọi thứ nó tròn trĩnh và rất là đẹp, tổ chức rất là tuyệt vời. Và được bạn bè khắp nơi cũng như bạn bè thế giới ngưỡng mộ là đúng thôi. Người ta khen cũng là đúng thôi. Và trong sự kiện lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng đó, một vài lần xuất hiện tác nghiệp tại khu vực trình diễn pháo hoa thì Đoàn Nhung cũng đã từng bắt gặp hình ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh ở đó. Khi mà chụp những bức ảnh tại lễ hội pháo hoa trong ngày hôm nay thì cái cảm xúc của nghệ sĩ như thế nào ạ? Có thể nói rằng cái sự kiện pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một sự kiện rất có ý nghĩa đối với thành phố Đà Nẵng, và một cái sự kiện không thể bỏ qua của các nhà nhiếp ảnh, các nhà làm chương trình du lịch vân vân. Tôi cũng nằm trong số đó không thể bỏ qua, mặc dù là chụp rất nhiều lần, hình như 8 lần tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng rồi, và lần nào cũng vậy, đêm nào mà có trình diễn thì tôi đã có mặt trình diễn. Thì mỗi lần như vậy có một cảm xúc riêng, thì mỗi năm có một cái chủ đề, thì một cái chủ đề đó là có một cái cảm xúc riêng để mà thể hiện
tác nghiệp tại cái lễ đài, cái sự kiện pháo hoa đó, thì rất là ấn tượng khi là chứng kiến cái màn trình diễn phải nói là đội Đà Nẵng và các đội khác. Mặc dù Đà Nẵng chúng ta chưa lần nào được đứng nhất, mặc dù chúng ta đã ở sân nhà, nhưng mà là chúng ta ủng hộ đội đội nhà nhé. Tại vì những cái hình ảnh mà giới thiệu đến mọi người thì cũng là hình ảnh có đội vào đội phố qua Đà Nẵng trước rồi với đội khác. Tôi nghĩ rằng đối với người dân Đà Nẵng thì cái lễ hội này là một lễ hội phố qua quốc tế Đà Nẵng, là một cái sự kiện mà người dân Đà Nẵng rất tự hào và nó đem lại hình ảnh của Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế. Và thông qua cái lễ hội pháo hoa thì chúng ta đều đón nhận ở góc độ không phải là chờ cho đội Đà Nẵng được giải cao hay là vô địch ở một cuộc thi năm nào đó, mà ở đó là chúng ta chờ đón sự cống hiến của đội pháo hoa Đà Nẵng, của những người trong ban tổ chức và cả người dân Đà Nẵng trong cái việc mà chúng ta tổ chức và chào đón các vị khách gần xa đến với thành phố của chúng ta nữa, đúng không ạ? Cái này đúng rồi, vì thật ra khi tổ chức á, mà càng ngày càng nhiều đội tham gia, đó là một cái thành công. Càng ngày càng nhiều khán giả đến, đó là một sự thành công. Và tôi cảm thấy như này, từ lãnh đạo cho đến người dân vẫn bao giờ cũng vẫn biết mình là từ những bước đi chập chững, từ những cái lằn mò trong nghệ thuật pháo hoa, họ đã đến họ thi mình là họ 70 năm thành lập đội pháo hoa, có nơi cả trăm năm rồi, mình là anh lính mới. Thì như vậy là cũng rất là cố gắng rất lớn rồi, và chúng ta cũng biết là mình là khi nhân tố mới thì bao giờ cũng mong người ta đến tham gia với mình đông hơn để mình học tập. Hơn nữa là cái đội đang làm cái đội bắn đầu tiên trong các cuộc thi, đúng không? Không cái cảm xúc thôi, lúc nào cũng như cũng ghi lại cái dấu ấn của chúng ta thôi. Vâng ạ. Và hôm nay đây chúng ta đang sống trong những ngày tháng 3 lịch sử, một dấu mốc rất là đáng nhớ với Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng, kỷ niệm 45 năm ngày thành phố giải phóng. Thì lúc này đây, quý vị có điều gì mong muốn cho thành phố của chúng ta ạ? Xin được lắng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh ạ. Thực ra thì thành phố Đà Nẵng thì cũng như là ba vị khách mời đã nói là thay đổi rất nhiều, nhưng riêng thì bản thân tôi cũng muốn là thế này. Trong những năm qua thì các đồng chí lãnh đạo thành phố đã quan tâm đến văn hóa nghệ thuật của thành phố rồi, nhưng mà những năm tới đây tôi rất là muốn thành phố nên quan tâm nhiều hơn nữa, và tôi cũng muốn có nhiều cái sân chơi về văn hóa nghệ thuật để cho là lớp trẻ, lớp con cháu của như thế hệ chúng tôi là tham gia, chứ hiện nay thì cũng chưa thích ứng lắm. Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa mong muốn điều gì ạ? Tôi thì có một mong muốn, người và đất Đà Nẵng làm như thế nào đó để xứng với sự yêu quý và ngưỡng mộ của bạn bè trong nước cũng như bạn bè thế giới. Xin mời. Tôi thì cũng đồng tình với nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa cũng như nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh. Thì tôi thì có lẽ là chúng ta đi xa, mỗi lần đi xa về ngắm lại Đà Nẵng tôi thấy rằng rất là tự hào. Và hiện nay thì chính quyền Đà Nẵng đang thực hiện một số cái chính sách như chương trình 503 có và là chương trình 4 an vân vân. Cái mong muốn của tôi thì mong muốn cho được người dân Đà Nẵng an bình và hạnh phúc, và nên cố gắng nên giữ được những ký ức để cho con cháu sau này nhớ lại Đà Nẵng. Tất nhiên trên con đường xây dựng thành phố hiện đại văn minh thì giữ gìn cái đó rất là khó, mà cái gì gìn giữ được nên cố gắng gìn giữ để cho con cháu chúng ta nhớ lại Đà Nẵng, những ký ức của Đà Nẵng gắn với người Đà Nẵng. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời, các nghệ sĩ ngày hôm nay đã đến với trường quay chia sẻ những câu chuyện của mình, những kỷ niệm, những cảm xúc của Đà Nẵng 45 năm trước, của mình với Đà Nẵng 45 năm trước và của Đà Nẵng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình tọa đàm đời sống văn nghệ với chủ đề Ký ức tháng 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.